anh. Đây là một cái thác nước lớn ở trên Yellowstone đó. Thử ra tất cả các du khách đều đi về đây đó. Thác nước hàng cao mấy chục thước ở trên, ở dưới dòng suối đó. Cả trăm thước gì đó trên từ dòng suối. Trên đây là nhiều cái nguồn thác nó đổ xuống dưới những cái triền, tức là cái mực độ cao trên đây trên 6.000 feet, tức là khoảng độ gần 4 cây số cao. Đó, quý vị đang thấy ha, tất cả nước ở trên nó đổ thành cái rainbow, tức là móng cầu vồng đó. Anh em thấy không, rất là đẹp, ở đây rất là hùng vĩ. Hầu như là mọi người ở trên đây hôm nay là có cả trăm ngàn người đi về tại vùng Yellowstone này. Ở đây là cái từ ở trên thác ở trên đây đổ xuống đó, thì nó đã biến thể nước thành màu xanh, màu trắng và màu bạc. Nó đang chảy dài xuống dưới thành như là những cái con sông trong những cái rặng núi cao trên 4 cây số vuông. Hơn 7.000 feet, tức là gần 3 cây số vuông, chứ 3 số cao cho vuông. Chú hẹp mà lùng xuống xuống chung là thấy suối. Đúng rồi. Thôi đừng có lùng. Đứng lên. Vô. Đưa ngực ra. Hồi nãy là phái đoàn cô của anh em ở đây đó là đang đứng trên cao chót vót của núi hàng cả mấy trăm thước, cả ngàn thước đó. Thì bây giờ đó là đã đi xuống dưới dòng thác ngay mặt của cái thác chảy. Mỗi một giờ đồng hồ đó thì không biết bao nhiêu ngàn gallon nước mà nó chảy xuống. Đây là nước từ trong lòng đá mà ra đó, nó tạo thành một cái con suối khổng lồ gì đó. Đây là chuẩn bị, giờ này là chuẩn bị xuống cái mặt thác đó. Đây là cái mặt thác. Anh em nguyên cái phái đoàn này đang đứng trên mặt thác nước đó. Nhưng mà xuống đây là nó chung vô lòng núi. Nó chung vô lòng núi lại trở lại. Chung vô lòng núi trở lại. Đã đứng đây. Đây là đứng trên mặt thác đó, cô Mai đang đứng trên mặt thác đó. Thôi chụp tôi đi. Xanh cẩm thạch đó, từ trên nó chảy xuống, chung quanh nó là nước toàn là màu trắng không, nhưng mà chỉ có hai giọt xuống như là hai cái dịch dài xuống dưới, nhưng mà nó trở thành màu xanh. Không biết là nó phản chiếu hay là nó bị phản ảnh về cái hóa học mà nó xanh ra hơn có màu nước xanh đó. Nhưng mà cái này, cái điểm này là cái điểm cuối cùng để chung vô đá, chung vô đá là vô núi, vô lòng núi là hết luôn. Có đường đi xuống đó mà mình đi từ ở trên đó, từ ở trên ngược lại cái thì ở bên kia đó là rắc xuống tràn cát xuống mà cát đủ màu hết, nào là màu hương,
nào là màu vàng, nào nè chị quay cái đường sắt người ta đi xuống này chị, có cái đường sắt người ta đi xuống nè, đó có đường đi bộ đó, đó có đường đi bộ đường sắt, có thấy không, quay đi quay đó, cái đường thẳng cái sắt sắt này chị, có khả năng có sức khỏe mà đi xuống nổi đâu, nhưng mà phải ra xuống được đó, đường đó không có chị, có người chạy kìa, đó có người ta đi xuống đó, đường nhưng mà họ họ muốn xuống tới đây luôn đó chứ phải không, không có xuống dưới luôn, chỗ núi thôi, chỗ núi thôi, không có chồng thấy thành tự dòm cái không ai đi đó, một vài người thôi là tại cái đường đó không có thấy gì hết, có hai ba người, có hai người biết.